Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trưởng Nam nhà Ba Dũng đổ dầu và châm lửa, hàng xóm luống cuống chữa cháy. Hồi đầu tháng trả lời trước Quốc hội về vấn đề tồn đọng của Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng trả lời chất vấn. Tuy nhiên, ông Nghị không dừng lại ở phần chuyên môn thuộc quyền quản lý của ông, mà ông đã lấn sân sang Bộ Tài chính. Đứng trước bá quan văn võ tại nghị trường, ông Nghị không ngần ngại xoáy sâu vào vấn đề kiểm soát hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên thị trường chứng khoán. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Nghị đá lộn sân. Tất nhiên là ông Nghị nói về chứng khoán của những doanh nghiệp bất động sản. Lấy lý do là kiểm soát các hoạt động của doanh nghiệp bất động sản, ông Nghị đã lấn sân. Việc lấn sân này được cho là không nên bởi nó nằm ngoài quyền và hạn ngạch trách nhiệm của ông Nghị. Cũng đã nhiều tháng qua, ông Hồ Đức Phước chưa có động thái nào phản đòn lại những trò chọc ngoáy của ông Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị. Nguyên nhân là bởi những sai phạm đó là những sai phạm có thật và nó đang là ung nhọt của cả nền kinh tế. Thực tế, doanh nghiệp đang huy động vốn trên thị trường chứng khoán không chỉ là các doanh nghiệp bất động sản mà còn rất nhiều doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, những doanh nghiệp bị dính vào luật pháp gần đây đều là những doanh nghiệp bất động sản rất lớn như Tân Hoàn Minh, FLC, Vạn Thịnh Phát, v.v. Và các doanh nghiệp khác tuy chưa dính vào vòng lao lý, nhưng họ đang có vấn đề về sức khỏe tài chính, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn trên sàn chứng khoán, là các doanh nghiệp của ngành bất động sản. Ông Nguyễn Thanh Nghị đã xoáy vào thị trường vốn của các doanh nghiệp bất động sản, chẳng khác nào xoáy vào tử huyệt của Bộ Tài chính. Có người thì nhận xét rằng, nếu Bộ trưởng Bộ Tài chính hiện nay không phải là người Nghệ An, thì lò của ông Trọng đã thổi bay ông Bộ trưởng này rồi. Những yếu kém của ông Hồ Đức Phước là quá rõ ràng, nên ông Phước biết thân biết phận, lò vá lại những sai phạm, đưa ra, và hành động xoáy vào vấn đề thị trường tài chính và chứng khoán của ông Nguyễn Thanh Nghị chẳng khác nào việc đổ dầu vào nhà người ta, rồi bật lửa để đốt. Đây được xem là một thủ đoạn chính trị trong cuộc cạnh tranh xuất ủy viên Bộ Chính trị sắp tới. Đây là hình ảnh ông Hồ Đức Phước đang phải gỡ rối. Khi doanh nghiệp phát hành khó khăn về thanh toán, nhà đầu tư có thể chủ động làm việc với doanh nghiệp và tổ chức cung cấp dịch vụ để thỏa thuận phương án xử lý, đảm bảo quyền lợi của đôi bên. Nhà đầu tư cần cẩn trọng phân tích, phân loại trái phiếu đang sở hữu để có quyết định phù hợp, không nghe tin đồn thất thiệt. Tin đồn thì tràn lan và hầu hết là tin đồn về những doanh nghiệp bất động sản như Novaland và Vingroup v.v. Thì ngày 14 tháng 11, ông Hồ Đức Phước đã chỉ đạo Bộ Tài chính xử lý những lời đồn âm ỉ này. Tại lời đồn rất khó dập tắt nếu ở nghị trường hoặc ở trên mặt báo, ông Nguyễn Thanh Nghị lại cứ xoáy vào nó mà đưa ra. Hiện nay, người dân đã chót mua trái phiếu của An Đông và Tân Hoàn Minh đều đang ngậm cháy đắng. Người dân thì hoang mang không biết kêu cứu cùng ai, nhà nước thì lại phủi bỏ trách nhiệm, ngân hàng làm đại lý bán trái phiếu cũng né tránh, còn chủ doanh nghiệp thì phải ngồi tù. Những khủng hoảng thị trường trái phiếu rất khó giải quyết. Hiện nay, ông Hồ Đức Phước đang chỉ đạo bộ xoa dịu dư luận trên mặt trận truyền thông, chứ thực tế vẫn chưa giải quyết được tận gốc rễ của vấn đề. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Nghị. Cách làm của ông Hồ Đức Phước được nhiều người đánh giá là đang chữa cháy. Đã nhiều tháng qua, ông Nguyễn Thanh Nghị cứ canh me và đổ dầu vào Bộ Tài chính để châm lửa đốt. Trong trò chơi chính trị này, rõ ràng ông Nguyễn Thanh Nghị đã chủ động hơn rất nhiều. Tuy nhiên, ông Nghị đã quá nhiệt tình khi lấn sâu vào lĩnh vực mà ông không có trách nhiệm xử lý. Trong chính phủ, chưa có bộ trưởng nào dám làm như ông Nghị bởi vì họ biết đá lộn sân thì bản thân bị xem là người phá rối. Với thế lực khủng như ông Hồ Đức Phước thì việc ông Nghị đá lộn sân không được an toàn về mặt chính trị. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin tài liệu mật về Tô Lâm. Nhân vật bí ẩn bên cạnh Tô Lâm bị lộ mặt, ông Tổng giận dữ. Có thể nói cho tới nay Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm của Việt Nam là một ủy viên Bộ Chính trị có nhiều tai tiếng nhất. Với tai tiếng như vậy, lẽ ra ông Tô Lâm phải bị kỷ luật về mặt đảng. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy ông Bộ trưởng Bộ Công an bị đưa lên thớt cả. Đấy chỉ là bề nổi những gì mà người dân có thể nhìn thấy được. Còn phần chìm của tảng băng
còn những sai phạm lớn hơn rất nhiều. Thông tin từ nội bộ cho biết đã có không ít các quan chức lão thành gửi đơn tố cáo đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tố về hành động sai phạm, thậm chí là nguy hại cho đất nước của ông Tô Lâm. Nhưng đáp lại là sự im lặng đến khó hiểu của ông Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị ở đây. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm của Việt Nam. Từ bên trong, người ta đánh giá ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam không khác gì những gì mà nhân dân đã đánh giá. Họ cho rằng ông có tính tham lam tàn độc. Có thể nói với nhân dân, ông Tô Lâm đối xử ra sao thì với đồng chí trong đảng, ông cũng làm y hệt như thế. Và đó là lý do ông Tô Lâm vừa mất lòng dân, vừa mất lòng đảng. Hiện nay, bên cạnh ông Tô Lâm có hai người được ví là hai cánh tay phải và cánh tay trái để giúp ông. Cánh tay phải chính là ông Tô Ân Sô và nhân vật còn lại giúp ông Tô Lâm thao túng thế giới buôn bán, chức tước khu vực miền Nam. Lẽ ra nhân vật này không lộ mặt. Tuy nhiên một sự cố vào năm 2021 đã đưa bộ mặt nhân vật này ra trước công chúng, bàn dân tiền hạ khắp nơi, gây sự tò mò. Cuối năm 2021, một đoạn clip ngắn làm dậy sóng dư luận Việt Nam và truyền thông trên thế giới khi ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và đoàn tùy tùng cùng ăn thịt bò rát vàng khi sang London tham dự hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu. Điều đáng nói, những hình ảnh này được lộ ra sau khi cả đất nước Việt Nam và người dân đang phải trải qua rất nhiều đau thương, mất mát bởi đại dịch COVID-19. Hàng ngàn người đã bỏ mạng. Bữa ăn của ông Tô Lâm đã chứng minh sự vô tâm, vô cảm của một số lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, mà điển hình ở đây chính là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Đây là hình ảnh nhân vật bí ẩn bên trái của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Trong đoạn clip ngắn, ông Bộ trưởng đã há miệng để đớp miếng thịt bò rát vàng từ thánh rắc muối dít bề, trong khi người trợ lý thân cận là cánh tay phải, ông Tô Ân Sô, lại đang vui vẻ quay phim chụp hình ông sếp của mình. Ai cũng biết ông Tô Ân Sô như cánh tay phải đắc lực của ông Tô Lâm, giúp ông Tô Lâm thể hiện thành tích trong công chúng và che đậy những gì ông Tô Lâm cần cất giấu. Khi những thông tin về clip thịt bò rát vàng của ông Tô Lâm được lan tin rộng rãi trên các mạng truyền thông xã hội cũng như truyền thông quốc tế, một nguồn tin cấp cao từ nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết thêm, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được báo cáo về sự việc, ông Tổng Bí thư đã không khỏi tức giận trước những hình ảnh của một cánh tay đắc lực nắm giữ thanh kiếm sắc trong công cuộc đốt lò của ông Tổng Bí thư. Ông Tổng Bí thư đã chỉ thẳng vào nhân vật ngồi bên trái của Tô Lâm và hỏi giận dữ: "Nhân vật này là ai? Phải chăng là Vũ Nhôm thứ hai?" Đây là hình ảnh tùy thân với ông Tổng Bí thư, nhưng sau lưng ông Tổng Tô Lâm làm nhiều điều mà ông Tổng không hề hay biết. Đã từ rất lâu, ông Tổng Bí thư cũng biết Tô Ân Sô là thuộc hạng thân tín của ông Tô Lâm tại Bộ Công an, và ông Tổng cũng biết rằng Tô Ân Sô giúp Tô Lâm cũng làm giúp ông nhiệm vụ đốt lò. Tuy nhiên, nhân vật ngồi bên tay trái của ông Tô Lâm là người mà ông Tổng không hề biết là ai. Điều này cho thấy sau lưng của ông Tổng, Tô Lâm đã nuôi một lực lượng ẩn danh mà ông Tổng không hề hay biết. Vì thế, khi nhìn clip ông Tổng mới giận dữ ví người này là Vũ Nhôm thứ hai, là ý ông Tổng muốn nói Tô Lâm đang nuôi những tay chân thân tín hoạt động như một tình báo đội lốt. Bản thân Vũ Nhôm là một thượng tá công an đội lốt doanh nhân và đã thao túng quan trường từ Hà Nội, Sài Gòn cho đến Đà Nẵng. Đấy là nhân vật ẩn danh được che đậy kỹ nhưng đã bị lộ. Người này đang giúp Tô Lâm làm những gì? Các bạn hãy xem những bản tin tiếp theo của Thời báo.de để biết rõ.